hơn một tháng chứ gì. Nghiền ngẫm ngày giờ phút nào giống như Đức Phật ngồi bốn tiếng ngày tôi với cậu rồi, có phải không? Mình nghiền ngẫm đừng có chơi, đừng có xả bỏ uổng thời gian. Bây giờ biết pháp rồi, học bốn tháng rồi còn gì nữa. Còn ông Phật hồi đó không có học bốn tháng đâu, phải không? Còn mình bây giờ học bốn tháng để xả tâm mà không biết xả nữa thì làm sao mà xả trong Đức Phật có 49 ngày, còn mình có 40 ngày. Mình hơn Phật được 9 ngày cũng không phải sướng nào. Thì mà luôn liên tục mà chúng ta ngồi ngày giờ chúng ta ngồi, đừng ham ăn ham ngủ. Ở giờ thì có thực về ăn liếu láo cho nó xong, làm được duyên lo mà tu đạo. Thân mà vô thường, sống mai chết mai không chừng, thế mà còn vui sướng gì mà ăn mà ngủ mà cái này cái nói kia nữa. Cho nên ngủ cũng không còn thích, mà ăn cũng còn thích nữa. Cho nên miệt mài trong 40 ngày thôi, tới hơn. Thầy nói 40 ngày là có đủ đạo lực rồi. Mà có đủ đạo lực rồi thì nhập cái vốn định một cách dễ dàng không có. Thì nghĩ rằng cái lớp chánh tư duy này mấy con sẽ tập nhanh nhanh. Bởi vì cái tri kiến mà thầy đã dạy cho mấy con triển khai như vậy là mấy con đủ sức để mà xả cái dục lậu rồi. Còn cái gì nữa mà mấy con lại ngại rồi, mình sẽ tu không đó. Con đường đi đúng, làm sao chúng ta không đạt được? Chỉ bây giờ chúng ta tu rồi là còn lăng xăng, nào là chuyển quét dọn, nào là làm sạch sẽ, nào là lo sửa sản hết đồng, thì chắc chắn là 10 năm chưa xong. Bây giờ còn lo cái chuyện đời gì? Rồi còn lo cái ăn cái uống, rồi còn lo y áo nữa, rồi còn lo cạo tóc để mà làm Phật nữa, làm thầy gì nữa. Lo mà giải thoát đây không lo, mà lo cạo cái đầu làm dây, phải không? Cho nên thầy nói sự thật ra mấy con thấy cái ngày, những cái ngày mà thầy tu, cái hình của thầy râu với da vậy nè, không có lấy dao cạo, tóc từ sổ xuống. Mà khi mà thầy về thường chiếu đó, thầy thăm hòa thượng, nói chung là thầy lên trên không, thầy thăm hòa thượng năm 1980 là thầy tu xong rồi. Thì thầy lên thăm hòa thượng thầy mới cạo cái đầu thầy, chứ hồi đó tóc có sổ cũng như mấy chú thanh niên nữa cả. Nghĩa là không có còn cái giờ để mà cạo tóc, cạo râu. Còn mấy con bây giờ hở chút là lo cạo tóc, cạo râu, rồi chải gỡ rồi cho nó đẹp trai. Thôi đất ơi, còn cái giờ đâu đẹp đẽ nữa mấy con. Nghĩa là tu làm sao mà tu cho được. Như vậy bây giờ mấy con đã biết pháp rồi thì còn sung sướng gì để làm chủ đây nè. Cho nên ngồi đó mà mai biết, quên ăn, quên ngủ, quên tắm, quên giặt nữa. Tôi như vậy mới tới chứ. Nghĩa là ngày giờ nào cũng miệt mài để xem có cái tâm của mình nó muốn cái gì, nó còn dục lậu, vũ lậu gì đây. Thì cái vô với lậu của mình đã dẹp rồi, thì cái tri kiến giải thoát nó nằm ở đó để nó quán xét, nó đẩy lui. Các con biết, mà bốn cái pháp đi kinh hành làm sao có ôn cầm thì biết vô tấn công với con được. Rồi có cảm thọ bệnh đau trên thân mấy con có pháp cánh tay mấy con đẩy lui cũng được, bệnh này hơi thở mấy con đẩy lui cũng được. Mấy con có pháp rồi làm sao mà nó tấn công mấy con, chỗ nào mặt nào mấy con cũng đánh nó bay ra được hết. Thì thầy nói trong 49 ngày mà Phật tu á, thì mấy con 40 ngày mà thành công. Mà bây giờ sắp sửa là chúng ta đầu tháng này là chúng ta vô tu như Đức Phật trở về cội Bồ Đề được, chọn được cái gốc Bồ Đề được. Thì mấy con còn mấy ngày, còn cái tuần lễ nữa là mấy con trở về cội Bồ Đề ngồi đó mà tu như Phật, mà lại có thầy dẫn dắt. Còn Phật có ai dẫn dắt không? Chúng tôi chắc dũng được. Còn mấy con là chắc như nắm ở trong tay rồi, không có thật. Vậy mà không làm, nhưng mà còn chơi đùa nhớ, còn lo ăn, lo mặc, lo ngủ, lo tắm, lo rửa. Còn gì nữa mà tắm rửa? Cái thân này bộ sạch lắm ha, tắm nó sạch đó, bữa sau không dơ là tắm biết chừng nào mà cho nó sạch. Cho nên nỗ lực, thầy nói thật sự khép mấy con vô tu, làm sao tu được như vậy. Chứ rồi tu hồi cái buồn cái chạy lên kia nói chuyện, tôi có kiểu này thầy biết chừng nào mà cho sống, có ai không mấy con? Bởi vì đừng có nghĩ đến cái ăn cái ngủ nữa, mà hãy nghĩ đến từng tâm niệm của chúng ta đang khởi ra nè, để quét ba cái dục lậu hủ lậu này cho sạch thì nó mới được. Bởi vì nó có ba cái dục lậu, ba cái lậu hoặc mà nó cản trở con đường giải thoát của chúng ta. Mà bây giờ chúng ta đã học cái lớp chính kiếm 4 tháng để triển khai cái sự hiểu biết của chúng ta, tức là chúng ta thoát cái vô minh đạo, không còn cái vô minh, mà không còn cái vô minh nó mới sử dụng cái minh đó đó mà giết cái lậu, cái hữu lậu, cái dục lậu, cái hữu lậu. Thì mấy con thấy thầy dạy mấy con có bài bản đàng hoàng chứ, rồi tạo cái điều kiện cho mấy con sống mỗi người một cái thất, không có sống chung. Giống như Phật hồi xưa vô trong rừng, người ở gốc cây,
nghĩa là cái người nào lại giết gốc cây đấy ở. Đâu có ba mấy người súng nhau ngồi gốc cây, các con ngồi ba mấy người súng nhau ngồi gốc cây là chỉ nói chuyện chứ làm gì, tốn cái gì. Người ở gốc cây xa mới không nói chuyện hết. Cho nên không có sự tu tập là có cái sự quyết tâm để cầu giải thoát thật sự. Mà bây giờ cái lớp này đã mở để cho mình cầu sự tha lời giải thoát. Mà thầy nói 40 ngày nếu còn không chứng đạo là mới còn quá dở hơn Phật. Tại vì có thầy hướng dẫn, còn Phật không thầy hướng dẫn là 49 ngày là phải. Còn thầy 6 tháng có ai hướng dẫn đâu. Một bên thì thiền tông đại thừa, một bên thì quyên thủy, không biết cái thứ nào đúng mà không biết thứ nào sai. Nó lộn xộn ở trong cái đầu. Còn bây giờ thầy dạy cho nó hẳn hoài, nó rõ ràng con đường nào giải thoát, con đường nào không giải thoát. Mấy con biết rất rõ rồi, thì mấy con đâu còn lầm lạc nữa, chỉ còn có nỗ lực thực hiện tu. Mai mới tu thứ khỏi được đâu. Đức Phật nói nhất dạ hiền. Thì trong cái bài kệ nhất dạ hiền, quá khứ không truy tìm vị lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại. Thì hiện tại mình cứ nhìn vào cái thân thọ tâm pháp của mình, coi bốn chỗ này, coi cứ hiện tại mà nhìn nó xảy ra trong hiện tại thì lo gì em, có phải không? Cứ dẹp hoài vậy trong một tháng coi nó hết không, nó sạch bóng đó nhớ. Còn ở đó mà thôi, bây giờ để ngủ một chút nữa khỏe rồi tu tập cơ đó, cơ giờ này mà còn ở đó khỏe, dẹp hết cứ ngủ đi thì thôi, nó có khỏe mà nó. Cho nên nó nghe lời thầy, mấy con sẽ làm được. Đừng lo trên cái ăn uống, mình có tháng nữa là xong. Mà xong thì giờ ăn bột ngọt như một gói cũng không chết nữa. Thầy nói thật sự, đem thuốc chuột uống cũng không chết nữa, chứ đừng nói. Thật sự mà một tháng nữa mấy con có đủ tứ thành túc rồi mấy con. Thật sự ra bây giờ đem một gói thuốc chuột mấy con uống vô, nó tống ra hết chứ không bao giờ ở trong thân mấy con được đâu. Chứ đừng nói chi thứ bột ngọt. Mà ta nếm có một chút về mình sẽ chết đâu, không có chết đâu, đừng nói. Bây giờ một gói hành the giờ nuốt cũng không chết nữa, chứ đừng nói chi mà chút hành the. Các con yên tâm cái vấn đề đó, chỉ còn một tháng nữa vô cái lớp này, còn tháng nữa, nghĩa là người nào chết người nào sống sống, đừng bỏ hết cuộc đời có tháng nữa. Mà nếu tháng không được thì ra đời lo làm ăn đi. Thầy nói thật sự còn sướng hơn, tu mà không được tu làm gì. Bây giờ nỗ lực trong một tháng này mới còn nỗ lực thật sự tu, đừng có dễ dãi, đừng có bỏ cái thời gian nó gián đoạn. Tu mà nó liên tục thì nó mới đạt. Mà tu gián đoạn một nắng hai sương không làm sao mà được. À, tu một hơi giờ tu hơi rồi tôi hết giờ đi vòng vòng nhớ rối kỹ gì lạ như vậy. Tu mà còn nhúng mà thì tôi cũng đã. Cho nên ở đây tu phải liên tục, nghĩa là luôn lúc nào mấy con giàu rồi thất rồi tu thì trừ ra có đi buồn ngủ hôn trầm thì mới đi kinh hành, chứ không còn mà đi dạo. Còn ngày tu hơi mới đi dạo. Bây giờ khi mà vào lớp này rồi, vào tới lớp chánh tư duy, không nghe băng, dẹp xuống hết, băng không nghe, mà không đi dạo chơi, trừ ra có hôn trầm thì miên mới ra khỏi thất của mình đi kinh hành thôi. Còn không á, nó không có hôn trầm thất thì miên, thì ở trong thất mà miên mài cũng như ngồi với cội bồ đề, nghĩa là chứng đạo thì mới rời khỏi cội bồ đề, mà không chứng đạo thì nhất định chết ở đó nát xương ở với cội bồ đề, nghĩa là mấy con nát xương ở trong thất không rời khỏi thất. Trừ ra bị hôn trầm thì miên mới đi ra ngoài vòng chung quanh thất, chứ không phải đi vòng vòng ở tùng từ cái khu bên này đi qua tới khu bên kia, thợ đó cứ đi dạo như vậy. Thì thầy nghĩ mấy con làm sao tu chứng này. Đức Phật phát nguyện là thề nhất định là nát xương nếu chưa chứng đạo, không rời khỏi cội bồ đề. Trước khi Đức Phật mà chọn lấy cái cội bồ đề rồi, thì bây giờ mấy con đã chọn lấy cái thất của mình rồi, là cội bồ đề của mình rồi, tại sao mà cứ sờ thất của mình đi vòng chứ? Không, thầy nói thật là mấy con tu phải tu thật chứ, tu gì mà tu kỳ. Mà trong lúc mà chúng ta đang nắm vững pháp. Còn Đức Phật hồi đó, khi mà Đức Phật ăn thô thật, tức là cái cơ thể nó được khỏe mạnh rồi, thì Đức Phật trong khi mà gần giới thì Đức Phật mới nghĩ chỉ có cái phương pháp ly dục giải pháp thì mới có thể, cái con đường này mới có thể giải thoát được mà. Cho nên bây giờ cơ thể suy yếu như thế này làm sao tu được cái pháp này. Vì vậy mà Đức Phật ăn lại thô thật đầy đủ lại, cơ thể khỏe mạnh mới đi tìm cái cội bồ đề, đi tìm cái nơi mà cho yên tĩnh để cho mình tu. Cho nên đến cái cội bồ đề thì thấy hợp, cái chỗ này quá hợp, cho nên mới ngồi với cội bồ đề 49 ngày tu tập chứng đạt. Các con thấy cái thời gian đâu có, mình tức là Đức Phật cũng chưa biết chắc là cái con đường tu mình là đúng, cái con đường lý dụng để áp pháp là đúng. Còn bây giờ các con biết đúng, không còn người nào biết sai. Còn ông Phật lúc bây giờ
mới có nghĩ tưởng thôi. Bây giờ hồi nào bây giờ mình tu đủ pháp của ngoại đạo hết rồi mà không có chứng đạo, mà bây giờ chỉ con đường ly dục cái ác pháp này mà thôi, chắc chắn con đường này có thể chứng đạo. Nhưng đúng quả thật là 49 ngày ngài đã chứng đạo. Còn hiện giờ chúng ta đã biết chắc cái pháp ly dục cái ác pháp là chứng đạo, bởi vì chúng ta đã triển khai được cái vô minh lậu, nó làm cho cái minh của nó có, mà cái vô minh lậu nó được bị dẹp. Cho đến 4 tháng mà chúng ta triển khai đầy đủ rồi, và như vậy là chúng ta chỉ còn cái dục lậu ngũ lậu đã quét ra mà thôi. Thì chúng ta thấy chắc, nghĩa là chắc chắn là chúng ta nắm trong bàn tay sự giải thoát hoàn toàn, không còn xa nữa. Vậy thì chúng ta đem hết cái sức của mình, như cái câu mà Đức Phật dạy, bày vẽ dạy nhất giả hiện, quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại. Nghĩa là trong hiện tại đó mình làm cái gì, trong hiện tại đó tức là chúng ta tu tứ niệm xứ cái gì, nghĩa là quán trên thân quán thân, trên thọ quán thọ, trên tâm quán tâm, trên pháp quán pháp. Mà trong đó có chúng ta có nghĩ về tương lai, có nghĩ về quá khứ chúng ta không? Trên hiện tại mới nhìn xem nó mới có những sự kiện xảy ra để mà đẩy lui chướng ngại nó thế thôi, chứ có gì. Cuối cùng chúng ta thành tựu chứ có gì đó, mới còn thấy chưa. Trên cái vấn đề tu tập làm như vậy có gì đâu. Cho nên thầy bảo đảm đăng, còn nếu mà người nào mà tu quyết tôi vậy đó thì trong một tháng mấy con cũng thành tựu, chứ không nói gì tới 40 ngày đâu. Sự thật là hàng ngày mình siêng năng, mình tập như Nhất Gia Hiền, như cái bài kể Nhất Gia Hiền. Vậy mà Đức Phật nói tu tứ niệm xứ mấy con đó, nghĩa là mình tu như một cái ngày nhiệt tâm tinh cần mình tu, thì cái ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, thứ tư cho đến 7 năm mà tu vậy đó, thì trên tứ niệm xứ là chứng đạo. Còn hôm nay chúng ta đã được hướng dẫn kỹ lưỡng tất cả các pháp để phá đi tất cả chướng ngại pháp rồi, thì trong khi đó chúng ta ngồi tu đâu có phải còn lâu đâu, đâu có thời gian lâu đâu. Nếu quyết tâm tu, chúng ta không còn tha thiết cái ăn cái mặc, không còn tha thiết cái dơ cái sạch, không còn tha thiết cái vui cái chơi nữa, thì thầy tin rằng mấy con sẽ thành tựu một cách dễ dàng. Ngày ngày giờ giờ phút nào chúng ta không còn ham ăn ham ngủ gì nữa hết, chỉ lo tu thôi, chỉ nhất dạ hiền thôi, thì thầy bảo rằng mấy con sẽ thành tựu một cách rất dễ dàng, không có khó khăn. Đó là một cái điều mà thầy căn nhắc là khuyên bảo của mấy con. Bây giờ thầy ở đây cái bài này thầy Trí Tấn, con đến đọc cái bài của con. Bữa nay có con không? Con sẽ thả mấy cái tập này không? Bây giờ thầy sẽ trả lời cái câu hỏi của sư chân nhỉ. Kính bạch thầy, xin thầy chỉ dạy rõ cho con hiểu thêm. Trong kinh Tăng Chi Phật dạy, tùy theo ấy để đoạn tận các pháp ác bất thiện ấy, cần phải tận lực tác động, ước muốn tinh cần tinh tấn nỗ lực, không có thối chuyển chánh niệm và tỉnh giác. Vì con thấy lời dạy này rất cần cho con trong lúc vào đốt chánh tư duy. Thì quý thầy với các cư sĩ nghe lại cái lời Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi mà thầy xin nhắc. Tùy theo ấy để đoạn tận các pháp ác bất thiện ấy, cần phải tận lực tác động, ước muốn tinh cần tinh tấn nỗ lực, không có thối chuyển chánh niệm tỉnh thức. Hôm nay thầy dạy quý thầy tu ở trên tứ niệm xứ, luôn luôn định tĩnh ở trên đó, tức là chánh niệm tỉnh giác ở trên tứ niệm xứ. Các thầy nhớ kỹ cái lời Đức Phật dạy, luôn tinh cần tinh tấn chánh niệm ở trên đó. Để làm gì? Để xem coi cái tâm của mình nó có niệm gì, cái thân của mình nó có chướng ngại gì, và các pháp bên ngoài có tác động gì, và các cảm thọ của tâm của thân nó xảy ra như thế nào. Chỉ có chánh niệm tỉnh giác ở trên đó thì chúng ta mới xả bỏ những cái ác và thiện pháp. Đó là cái lời của Đức Phật dạy mà chúng ta mới đạt được tất cả những cái cứu cánh. Còn nếu mà không có ở trên tứ niệm xứ mà tu tập như vậy, không kịp nhiều chánh niệm tỉnh giác. Bởi vì thầy mới nói hồi nãy rõ ràng là thầy nhắc
là bây giờ mà chúng ta bước vào cái lớp chánh tư duy rồi thì chánh niệm tỉnh giác là một cái đối với cái bốn chỗ thân gọi tâm pháp chúng ta là rất cần, không có được mà tu kêu là một nắng hai sương, tu giờ rồi hết giờ rồi đi chơi, hoặc là tu rồi nghỉ, hoặc là khi không phải vậy nữa. Mà cái giờ này là giờ mà chúng ta tiếp tục liên tục tu ở trên tứ niệm xứ, nó không có nhặn nhọc gì, nó không có tập trung, nó không ức chế, nó không có khỏi lo niệm vọng tưởng, không niệm vọng tưởng thì khỏi có lo điều đó, mà chỉ cần tỉnh thức nó thôi. Rồi có niệm không niệm, có cảm giác là thọ này thọ kia thì chúng ta có pháp để lui nó ra khỏi, để cho nó bốn chỗ thân tọa tâm pháp chúng ta không chiếu ngại. Có tu như vậy thôi rất nhẹ nhàng, mà ngày này giờ này phút này, từng ngày này phút này nó qua đi thì nó qua đi là một sự kết quả rất lớn cho sự tu tập của chúng ta. À, như vậy là cái kết quả của chúng ta nó không còn lâu nữa. Vậy mà thầy quyết định, thầy nói rằng Phật 49 ngày thì chúng ta 40 ngày. Còn thầy nói tệ nào đi nữa thì mấy con cũng 7 tháng là hết sức của mấy con rồi. Nghĩa là bây giờ cho tới ăn Tết là mấy con sẽ xong cái con đường mà giải thoát này. Nghĩa bây giờ là tháng Giêng, mà qua tháng 2 là chúng ta tu tập. Thì tháng 2 tu tập thì chúng ta thấy trong nội trong năm này là chúng ta đã đạt được đạo quả. Cho nên cái chánh niệm tỉnh giác ở trên tứ niệm xứ rất cần thiết. Vì vậy mà cái câu mà trong định niệm hơi thở Đức Phật đã nhắc thì chúng ta đừng quên cái câu đó, là cảm giác toàn thân tôi biết tôi đi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Nhớ cái câu đó, chúng ta nương vào hơi thở nhưng mà biết toàn thân của mình, tức là tỉnh thức ở trên thân của mình. À, nhớ thầy trả lời cái câu hỏi của sư Duyên. Kính thưa thầy, cái thân nó bị ngứa trong khi tham thiền xả tâm, vậy cần phải dùng ý thức lực tác ý để đẩy lui, hay con được phép giải chỗ ngứa đó không bởi vì nó ngứa, nó quá là ngứa? Sự thật ra đó thì ví dụ bây giờ thầy nói như thế này thấy rất rõ. Bây giờ chúng ta ngồi khoanh chân xếp bằng này, mà khi chúng ta hơi tê thì chúng ta đứng dậy thì chúng ta cũng vẫn tu được ở trong khi mà chúng ta đứng dậy chứ. Ai đâu mà để ngồi cho nó tê, nó cấm dò, cấm cẳng là nhất. Thì như vậy là chúng ta bị loạn ở trong đó rồi. Thay vì bây giờ ngồi đó mình phải tác ý bảo cái thọ tê cái chân này đi, lui đi, thì nó tàn tê chứ làm gì chúng ta đứng dậy cho để nó hết liền, không có sướng sao. Cho nên khi nào mà cái gì mà cần mà chúng ta đứng dậy mà không hết thì chúng ta phải dùng pháp để mà chiến đấu nó trong 5 phút, 10 phút, 1 giờ, 2 giờ. Còn cái vấn đề mà do mình ngồi nó đau chân của mình thì mình đứng dậy thì nó hết. Còn bây giờ nó ngứa ở chỗ này thì gãi nó cho nó hết cho rồi đi rồi tu. Để bây giờ ngồi đó mà thắc ý thì sao mình điên khùng cái gì, gãi nó mau hết thì thôi gãi. Cái pháp nào mà mau hết thì mình làm cái pháp đó đi, để cho nó đem lại sự bình an cho mình mau. Còn bây giờ cứ ngứa mà nó gãi cho nó hết thì gãi đi. Còn bây giờ ngồi đây mà thắc ý, ngứa này phải đi đi, họ là vô thường, ngứa này đi sao nó phải thắc ý. Tới 10 phút, 1 giờ nó mới hết thì thiệt ra thì mình điên rồi, nó sẽ mất giờ vô ích. Để cho cái tâm nó được an trú không phải khỏe sao, phải không? Mình có cái phương cách gì mình làm cho cái cảm họ đó nó mau thì mình làm mau. Dùm làm ơn cho thầy đi. Thì giờ ngứa thì gãi nó đi cho tôi rồi đi. Rồi cái bắt đầu ôm cái tỉnh giác ở trên cái thứ những thứ không phải khỏe sao, phải không? Còn bây giờ nó nhức cái đầu nè, mà gãi như thế này nó có hết nhức đầu không? Hay hoặc là chà gì nó hết đâu? Nó không hết thì thôi tốt hơn rồi thôi. Bây giờ thì mình tác ý để cho mình trong 5 phút, 3 phút, 10 phút nó hết. Bởi vì cái đó không thể làm như vậy được. Còn cái ngứa này làm được thì cứ làm đại cho rồi. Cho nên phải sáng suốt cái chỗ này. Tu tập thì phải sáng suốt. Cái gì mình làm cho nó hết chướng ngại thì cứ làm ngay liền. Còn cái gì mà làm cho nó không hết chướng ngại đó được thì mình sử dụng cái pháp như lý tác ý của mình để đi vô đó. Câu hỏi kế của Tấn Cảm hỏi thầy. Kính thưa thầy, chúng con kính xin thầy chỉ dạy và hướng dẫn trạng thái bốn chi thiền định sắc giới để tránh tình trạng tu tập thường ức chế tâm để nhập vào các định tưởng khi chưa đủ thành túc lực, hoặc khi tu tập bốn chi thiền mà chưa xả sạch nội tâm và dội ức chế ép tâm để nhập vào các chi thiền gọi là định tưởng. Chúng con thành kính tri ân thầy. Một, khi tác ý nhập sơ thiền, mắt vẫn mở hay tự động khép lại? Trạng thái nội tâm
hay là nội thân xảy ra như thế nào. Khi mà muốn nhập sơ thiền á, thì chúng ta phải đi vào cái lớp tứ niệm, chánh niệm tứ niệm, cái lớp mà chánh niệm tức là tu tứ niệm xứ. Thì khi tứ niệm xứ mà tu xong rồi đó thì nó mới có bảy năng lực của giác chi. Cho nên tứ niệm xứ là thực phẩm của bảy giác chi, bảy năng lực giác chi. Mà bảy năng lực giác chi nó là tứ thần túc. Nhờ có tứ thần túc, có định ý túc thì chúng ta mới nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền rất dễ dàng, không có khó khăn. Còn bây giờ mà chúng ta chưa tu tứ niệm xứ sung mãn mà dội tu mà nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền thì thế nào chúng ta cũng bị nhập các nhận tưởng, không thể nào mà chúng ta đi sai. Bởi vì cái lớp chánh niệm nó trước cái lớp chánh định, mà bây giờ mình dội mình tu cái lớp chánh định trước cái lớp chánh niệm, bởi vì chánh niệm nó chưa sung mãn, tức là chúng ta chưa tốt nghiệp được cái lớp chánh niệm, mà dội tu cái lớp chánh định thì chúng ta sẽ tu sai, do đó chúng ta sẽ lọt vào cái định tưởng, chứ không thể nào là cái định chánh định của Phật được. Cho nên nói rằng là khi mà mình tu tập thì khi mà nhập sơ thiền họ bằng cái trạng thái đó, chúng ta đương ngồi như thế này, chúng ta đương nhìn xuống như thế này, thì lúc bây giờ chúng ta bảo ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền thì tâm thân tâm chúng ta lần lượt nó tiếp nhận năm cái chi thiền của Phật, thì con mắt của chúng ta nó sẽ nhìn xuống như thế này, nó không đóng lại không nhắm, mà chúng ta nhìn 1/3 mắt, nghĩa là cái mắt định là không nhắm, mà nhắm thì có gì bị tưởng, cho nên nó không nhắm mà nó mở 1/3, nó không trừng, nó không ngó lên, nên mà nó mở 1/3. Khi chúng ta ở trong cái vị trí ngồi chiếc già, thân chúng ta ngồi chiếc già, khép chân ngã ngồi, mắt nhìn xuống, mở 1/3 mắt, thì lúc bây giờ mà chúng ta tác ý ra cái lệnh để nó nhập thì con mắt nó vẫn giữ yên, khi mà nó nhập vào định thì con mắt nó giữ yên, nó không có chao động, tự rung động, cái con mắt nó được tự rung động qua lại, nó đứng yên ta lại. Lúc bây giờ đó là chúng ta nhập, mà nó không phải mắt chúng ta khép lại. Còn bây giờ mà chúng ta ngồi để mà nhiếp tâm á, nhiếp tâm để mà nhập sơ thiền đó, thì coi chừng mà chúng ta sẽ nhắm mắt để mà nhiếp tâm cho nó hết niệm thì chúng ta bị chết. Khi nhập nhị thiền, mắt vẫn mở, hai mắt tự động khép lại, trạng thái nội tâm, nội thân xảy ra như thế nào. Khi mà nhập nhị thiền, cái việc tầm tứ là 6 thức chúng ta nhập, thì toàn bộ chúng ta nhập vào giống như người ngủ, nhưng mà người ngủ thì nhắm mắt, còn cái người tu thì 1/3 mắt mở, 1/3 mắt. Họ nhập nhị thiền nhưng mắt họ vẫn như một cái người đang ngồi thiền, mà giới bình thường con mắt nhìn xuống vậy thôi, chứ còn không có nhắm mắt nữa. Không có nhắm mắt như người ngủ, mà cũng không nhắm mắt giống như người chết. Nó khác, cái thiền định nó khác. Thiền định gì mà nhập định gì mà như người ngủ, hai mắt nhắm kín lại, thì như vậy là cái người ngủ hoặc là người chết. Cái người chết thì họ con mắt họ cũng nhắm kín lại, và cái người ngủ thì hai mắt họ cũng nhắm kín lại. Do đó cái người nhập định không có lợi, thấy cái người nhập định chúng ta lợi, giờ rờ đầu vuốt vai họ hoàn toàn họ bất động, họ con mắt họ không có đảo qua đâu là. Còn bây giờ đó mình ngồi, mấy con ngồi thiền đi, mấy con cứ mở 1/3 nè, thì đưa cái tay qua lại con mắt con nó rung động đó, nó không có nằm yên nữa. Đó là còn cái người mà người ta nhập định thì nó nằm yên, nó không có dao động nữa, bởi vì nó ở trong cái trạng thái định của nó, cho nên nó không có nhắm mắt. Vì vậy mà cái người mà tu nhắm mắt là gom tâm, nhắm mắt nó dễ gom tâm lắm. Chúng ta ví dụ bây giờ hít vô thở ra, nhắm mắt là cái chúng ta thấy hít vô thở ra, nhưng một hơi chúng ta thấy ánh sáng nó không, nó bị tưởng nó bị tắc tưởng nó không. Khi nhập tâm thiền, mắt vẫn mở, hai mắt tự động khép lại, trạng thái nội tâm nội thân xảy ra như thế nào. Trạng thái nội tâm nội thân mà hiện giờ đó, như chúng ta hiểu thì chúng ta đọc lại mà thấy Phật nó diễn tả xong từ cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì rất rõ ràng, nhưng chúng ta chưa nhập thì chúng ta chưa hiểu cụ thể đâu, đó là những danh từ. Trạng thái của tam thiền cũng vậy, mắt vẫn mở 1/3 chứ không khép kín lại. Khi nhập tứ thiền, mắt vẫn mở, hai mắt tự động, khi hơi thở đã tịnh chỉ ngưng rồi, con mắt nó cũng mở 1/3, không bao giờ nhập. Tại sao thầy biết điều đó? Tại vì thầy quan sát được chính mình, thầy biết được rõ là nếu khi đủ thần túc để nhập bốn thiền, bốn chi thiền, thì lúc bây giờ chúng con dùng ý thức tự điều khiển bốn chi thiền, thấy hai lúc bây giờ chúng con chỉ quán sát diễn biến của thân tâm cho đến khi vào bốn chi thiền ấy tự xuất ra. Nghĩa là khi mình tắt ý rồi thì mình chỉ
quan sát lần lượt nó hiện ra bốn chi thiền, chứ mình không có điều khiển bốn chi thiền, nghĩa là mình không có cái điều khiển bốn chi thiền này, mà tự thân tâm theo lệnh của định ý túc, định ý muốn, mình chỉ có cái quan sát cho nó thấy nó thay đổi. Cũng như bây giờ thầy bảo tĩnh trí hơi thở nhập tứ nhẹ, thầy chỉ quan sát để mà thấy cái hơi thở của mình lần lượt thở nhẹ chậm cho đến khi ngưng, ngưng rồi thở lại rồi ngưng, ngưng rồi thở lại, cho đến khi nhẹ, rất nhẹ, và đồng thời cái hơi thở nó lại dừng hẳn, không còn thở đi thở lại nữa. Đó là hoàn toàn đã nhập tứ thiền. Nhưng mắt người mà nhập tứ thiền vẫn mở 1/3 không nhắm. Đó là ở trong cái trạng thái định. Rồi khi mà nhập ở câu hỏi này, cho đến khi nào bốn chi thiền ấy tự xuất ra khỏi định. Bốn chi thiền ở đây chúng ta đã vào bằng cái lệnh của của định ý túc. Thì khi đó mà chúng ta muốn ngồi thiền nhập định trong khoảng thời gian nào, ví dụ như nó không phải là nó có cái lệnh của nó, chứ không phải là chúng ta muốn mà nó nhập vào mà chúng ta không có tác ý, thì nó có cái thời gian của nó. Ví dụ như cái thời gian nhất định của nó là trong khoảng thời gian nào đó nó sẽ xuất hiện. Đó là cái quy luật của thiền định như vậy. Nhưng chúng ta không điên gì mà chúng ta ngồi hoạt hoãn như vậy. Trong khi chúng ta muốn nhập nhị thiền diệt tầm tứ, thì chúng ta bảo nhập nhị thiền diệt tầm tứ, nhập nhị thiền trong 7 ngày. Thì lúc bây giờ thân chúng ta sẽ ngồi suốt 7 ngày, tai không nghe, mắt không thấy, tất cả đều ở trong cái trạng đó cũng như vậy. Còn nếu mà chúng ta bảo nó 24 tiếng đồng hồ, thì 24 tiếng đồng hồ tự nó sẽ tới giờ đó nó ra. Bởi vì nó theo cái lệnh của chúng ta là cái lệnh định như ý túc, định ý mình muốn làm, muốn nhập thiền nào, nhập vào thì nó nhập vào bao lâu, thời gian bao lâu mình quy định cho nó. Cho nên ở đây sau khi mà quý thầy đã tu tập tứ niệm xứ sung mãn rồi, thì trước khi mà dùng nó tác ý để mà nhập thiền định á, thì chắc chắn là thầy sẽ nhắc nhở trước cái điều này, nghĩa là muốn nhập một ngày hay là 24 tiếng đồng hồ, hay hoặc là nhập một tuần lễ, thì phải ra lệnh nó bắt đầu. Trước khi mình muốn nhập nó thì mình bảo diệt tâm tứ, nhập nhị thiền trong một tuần lễ là phải xuất ra. Mình nói vậy rồi cái mình cứ ngồi yên vậy, tự động nó sẽ dùng, mình khỏi cần nhiếp tâm, khỏi cần điều khiển gì hết, tự nó sẽ làm công việc đó cho mình. Vì nó định định như ý túc, như ý mình muốn, mà không phải là mình tác ý thôi vậy đâu. Đây là tác ý, cái pháp mình mới tu là mình tác ý thôi. Diệt tâm tứ, nhập nhị thiền, đó là tác ý thôi. Cái tâm mình hướng tâm thôi, hướng tâm về nhị thiền là nó đã tự nhập rồi, chứ chưa phải là chúng ta tác ý thôi. Đó là cách thức hôm nay hỏi về bốn thiền. Cho nên vì vậy đó, nó mình đặt cho nó trong cái ngày giờ xuất ra, chứ không phải là để cho nó tự xuất ra. Ví dụ như để tự nó xuất ra thì nó cũng có thời gian dài của nó, đúng nó mãn rồi nó cũng tự xuất ra. Không bao giờ mà nó nhập luôn ở trong đó mà nó cứ dài luôn đâu. Nó có cái thời gian. Ví dụ như tứ thiền nó bao nhiêu ngày, mà nhị thiền nó bao nhiêu ngày, thì mình không nhắc nó thì nó tới đó nó cũng xuất ra. Muốn đủ thần túc lực để thực hiện nhất dạ hiền, chúng con có cần phải tập quét sạch lũ giặc hôn trầm thì nên tạo cử nữa không? Khi mà nhập tới tứ thiền thì nó phải sung mãn tứ niệm xứ, mà sung mãn tứ niệm xứ thì không còn ngủ, nó giấc dạ hiền, nó không còn buồn ngủ, nó ngủ như người thức vậy, nghĩa là thân ngồi bất động vậy, nó thanh thản an lạc vô sự, tâm luôn luôn lúc nào cũng tỉnh, nó không có bao giờ mà nó ngủ, nó tỉnh thức. Lúc bây giờ nói hôn trầm thì nên thì không còn có nữa. Nó không còn có nữa. Bây giờ mình nằm xuống thì mình tỉnh thức, chứ thì thật ra mình ngủ là mình nằm xuống vậy, là cái thân nó nằm yên. Bây giờ nó ngủ như thế này thầy nói, bây giờ trong khi đó tất cả mọi quyền việc đều là xung quanh thầy, thì giải quyết xong rồi, thầy ngồi trong dạng bất động, thì thân thầy bất động là nó ngủ, nhưng mà tâm thầy luôn luôn tỉnh thức, chứ nó đâu có mất ở đâu, nên nó không có ngủ, nó tỉnh lắm. Cho nên thầy ví dụ như thầy làm việc mệt nhọc, thầy nằm xuống vậy thì cái thân thầy nó yên lặng, nó cũng bất động. Rồi cái tâm thầy nó im lặng, nó thanh thản, nó cũng bất động, nhưng mà nó tỉnh, nó không có ngủ như cái người ngủ, nó mê, nó không có ngủ mê, cho nên nó không còn cái si mê nữa, nó hết rồi. Bởi vì sung mãn tứ niệm xứ, các con nghe sung mãn tứ niệm xứ, thân rồi thọ là tâm, nó sung mãn, nó làm sao mà nó sung mãn, nó còn si,
nó đã đầy đủ, nó trọn vẹn, nó sung mãn, nó an lạc rồi, à, cho nên nó không còn chi ở trong đó, cho nên cái tạm cái ngủ đó. Cho nên nó mình không còn phải quét sạch lũ giặt hôn trầm thị miên nữa. Nếu không tu tập theo con nghĩ, không đủ khả năng tỉnh thức tròn dạng nhất dạng hiền với tâm thanh thản thanh lạc của sự, các con cái nhất dạng hiền là Đức Phật nói nhất dạng hiền một đêm làm thánh hiền đó, là gọi là mình tu hết sức mình, cũng như từ cái ngày thứ nhất là nhất dạng hiền cho đến ngày thứ bảy, cho đến bảy tháng bảy năm mà nỗ lực ngày nào cũng siêng năng tu tập liên tục như nhất dạng hiền, thì người đó sẽ là chứng đạo. Nói nhất dạng hiền thì tức là nói sự tu tập tinh cần, tinh tấn, siêng năng, không có ngơi nghỉ, nó nằm trong sự siêng năng, nó nhất dạng hiền. Cho nên do cái câu trong bài kệ của nhất dạng hiền, quá khứ không tư tiền, vị lai không ước vọng, chỉ có phát hiện tại, không chỉ có hiện tại thôi. Mà hiện tại thì nó phải định tĩnh rồi, không hiện tại mà định tĩnh, mà định tĩnh ở đâu? Định tĩnh ở trên bốn chỗ thân tọa tâm xá. Cho nên chánh niệm nó ở đâu? Chánh niệm là chánh niệm ở trên bốn chỗ thân tọa tâm xá. Cho nên nó chánh niệm là tứ niệm xứ. Các con em, Đức Phật xác định cho chúng ta rõ ràng cái chánh niệm là tứ niệm xứ, mà tứ niệm xứ là thân thọ tâm pháp của chúng ta, mà chánh niệm ở đâu? Chánh niệm trên đó, cho nên nó là chánh niệm. Vì vậy mà chánh niệm mà sung mãn chánh niệm thì tất cả các cái lậu hoặc diệt lậu, hữu lậu, vô minh lậu đều được quét sạch rồi. Mà cái vô minh lậu quét sạch thì không cần từ bi, chúng ta thấy nó đã đi mất rồi, cho nên chúng ta hoàn toàn đó là tu cánh của chúng ta. Cho nên nhất dạ hiền không có nghĩa là chúng ta biết tất cả các pháp, chứ không phải có cái pháp nhất dạ hiền. Nghĩa là bây giờ chúng ta tu là tu tứ niệm xứ, mà tu tứ niệm xứ trong nhất dạ hiền, chứ không phải có pháp tứ nhất dạ hiền để cho nó có bản cái năng lực thành tốt. Nhưng cái bài pháp nhất dạ hiền để chỉ cho chúng ta tu tứ niệm xứ là thành tịnh thức trên đó, như một đêm là thánh hiền. Câu chuyện như ông A Nan đi kinh hành chứng đạo, một đêm mà chứng đạo, thì cái đó là cũng là một cái nói, chứ sự thật ra cái đọc cái bài kệ như vậy thì tức là sự siêng năng tinh cần tu suốt đêm, tu suốt đêm, mà ngày nào giờ nào mới còn tu suốt đêm như nhất dạng hiền, thì thầy nói 40 ngày là chính đạo, không có còn xa đâu. Tu như vậy, tu như nhất dạng hiền, tu như nhất dạng hiền, chứ không phải là bình thường như mấy con chưa biết pháp gì mà vô mà ôm coi là tu sống trong đương là trong hiện tại như là Việt Nam mình si, thì chắc chắn là không có ông nào mà tu nổi thôi. Nghĩa là chúng ta phải biết pháp, rồi biết ở chỗ nào để tu tập nó, để đẩy lùi các chướng ngại nó, thì như vậy nó sẽ ở trong cái hiện tại. Còn nói như luận như lý sư hoài sư thì mấy con thấy luận về đương là hiện tại, không có người nào mà gọi là sống trong cái hiện tại đó. Nghe nhất dạng hiền rồi dựa vào cái bài kệ nhất dạng hiền biến thành cái pháp sống trong đương là trong hiện tại, thì hiện ra là mấy người điên hay chứ đâu phải là người điên đảo đó, cái là điên đảo. Cái nhất dạng hiền tức là nó tinh cần siêng năng để tu tập tâm tứ niệm xứ, chứ không phải nó cao hiểu cái chỗ tu phải rõ được cái ý nghĩa của Phật. Bởi vì Phật đã nói mà tứ niệm xứ thì bảy ngày bảy tháng bảy năm xác định được cái điều đó, thì bây giờ nhất dạng hiền thì phải ở chỗ nào? Dù là một ngày mình tu chứng đạo, một đêm tu chứng đạo cũng phải ở trên tứ niệm xứ mà tu, chứ ngoài tứ niệm xứ là lấy cái gì tu? Mà đó là cái chánh niệm của sự tu để mà chúng ta đạt được tứ cánh giải thoát hoàn toàn. Cho nên Đức Phật chết, Đức Phật nói lấy pháp ta mà làm chỗ nương tựa, pháp đó là tứ niệm xứ. Cho nên các con đọc lại cái chỗ di chúc của Đức Phật coi, giới luật của giáo Phật làm chỗ nương tựa, làm nơi tu hành mình, làm hòn đảo vững chắc, đó là pháp tứ niệm xứ. Cho nên chúng ta đừng nói chúng ta tu từ cái tứ tinh cần cũng ở trên tứ niệm xứ, đi thân hành niệm cũng trên tứ niệm xứ, rồi cuối cùng tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ, rồi tỉnh thức của trên tứ niệm xứ, mà chánh niệm, chánh niệm trong bát chánh đạo, cái lớp chánh niệm đó là cái lớp tứ niệm xứ. Hôm nay thì mấy con thấy ở trên cái lớp chánh tư duy của chúng ta cũng nằm ở trên tứ niệm xứ, để mà tỉnh thức, để mà xả từng tâm niệm, để xả từng cái chướng ngại phát ở trên tứ niệm xứ của chúng ta, bằng mặt cái tư kiến, bằng phát cái loại niệm mà chúng ta đã tu học. Hôm nay thì chúng ta đã được học. Bây giờ mấy con còn hỏi gì? Để nắm cho vững cái đường cách, đường lối, cách thức tu cho vững, sau này vào thất rồi thì nỗ lực ngày đêm miên mật để nỗ lực đi tới cứu cánh hoàn toàn. Thì hôm nay thì con đã tu tập tứ niệm xứ rồi. Tu tứ niệm xứ rồi.
cái đó là pháp thân hành niệm rồi con. À, cái pháp thân hành niệm đó là con cũng từ ở trên cái thân của con tu cũng tu tứ niệm xứ, nhưng mà pháp thân hành niệm mục đích của nó để tập cho mấy con tỉnh thức, không bị hôn trầm thùy miên. À, bởi vì đó là chuẩn bị cho mấy con, mà mấy con không dài tập nó như vậy, sau khi tu tứ niệm xứ rồi đó thì mấy con không có tập riêng nó nữa, mà chừng nào nó có hôn trầm thùy miên nó mới ôm cái pháp đó vô mà nhập nó, còn nó hết hôn trầm thùy miên thì không có ôm pháp nó nữa, mà chỉ giữ tứ niệm xứ mà thôi. À, con nhớ không? À, còn à, hỏi còn ai hỏi gì nữa không mấy con? À được chứ, có người ta đâu, tu tứ niệm xứ bốn quay nghi lận thôi, tu trong mùng nè, rồi tu đi kinh hành ở ngoài cũng được nè, mà muốn bố thí cho mũi mà đốt thì nằm ở ngoài cũng được, không sao, tu tứ niệm xứ thì dễ lắm. Mình làm cái gì cũng được hết, miễn là từ mình tu tâm từ là tâm bi rồi đó, tâm hỷ tâm xả đều là được hết, bởi vì đó mình học rồi. Cho nên con ở trong mùng con tu cũng được, mà con ra ngoài mùng tu cũng được, đi cũng được, đứng cũng được, ngồi cũng được, chỗ nào cũng được, miễn là đừng có làm ai động hết, mình cứ nỗ lực mình tu như vậy thì mình chỉ cần tả bốn chỗ thân đọa tâm pháp của mình, không có cái chướng ngại gì ở trên đó là tu được, mà tu trong bốn quay nghi luôn. Con muốn nằm kiểu nào cũng được hết, nhưng mà đừng có nằm sắp được thôi. Ở trong mùng á, à không có đóng cửa thất lại con, nhưng mà có điều kiện là à, không có được đi qua cái khu của người ta, không được lợi thất ra ở xung quanh thất của mình, mà mở cửa cho mát mẻ nè, đừng đóng lại như vô nhốt mình thì không được. À, tu tứ niệm xứ thì không kết tập nữa, bây giờ tôi ôm pháp tu thôi, tu chỉ chừng nào chứng đạo thôi, chứ còn bây giờ mà kết tập lại đó, chừng nào mà tu xong là kết tập lại để dạy người ta thì được. À, trùng tiên lại đó thì khi nào tu xong, còn bây giờ không có tuần nữa, mà giờ tu sống tu chết á, tu cho rồi à, như vậy chỉ còn tu thôi. À, vào cái lớp chánh tư duy này là chỉ còn biết tu thôi, xả tâm thôi, làm cho bốn chỗ thân đọa tâm pháp không bị chướng ngại bằng phương pháp xả, chứ không phải bằng phương pháp ức chế, con vậy thôi. À không, con bây giờ con không có tu niệm niệm hơi thở nữa, sắp sửa qua cái lớp chính à, tu chánh niệm tức là tứ niệm xứ rồi, thì bắt đầu con không có tu niệm hơi thở. Chừng nào mà cái thân con đau nhất chỗ nào đó thì con sẽ áp dụng vô hơi thở, con đẩy lui cái chỗ gian đau nhất đó. Còn khi nào mà tâm con nó loạn tưởng, nó thào quá chừng rồi thì con mới dùng cái định niệm hơi thở an tịnh tâm hành mà con khắc phục nó, để cho nó bình an trở lại. Không, còn bởi vì có chướng ngại thì con mới sử dụng cái định niệm hơi thở, còn không chướng ngại thì thôi con đừng có dùng hơi thở nữa, chỉ biết dùng có tứ niệm xứ mà thôi, nghĩa là tỉnh thức ở trên tứ niệm xứ, quan sát trên tứ niệm xứ thôi. À có vậy thôi, chứ đừng có à, bây giờ tôi tứ niệm xứ xả ra để à, tu hơi thở chút đã, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra biết tôi thở ra, con hít vô thở ra, như vậy là con không còn tu tứ niệm xứ nữa, mà bây giờ thân con không có chướng gì hết mà con cứ tu hơi thở, rồi lát nữa con đi thân hành niệm nữa thì thôi tác ý từng hành động nữa thì con tu như mọi lần nó sai hết rồi, không tứ niệm xứ thì duy nhất có tứ niệm xứ thôi, mà có chướng ngại thì mới lấy mấy cái pháp mà con tập đó nó áp dụng để nuôi nó ra thôi, còn không chướng ngại thì nhất định ở trên tứ niệm xứ ngày này qua ngày khác. Cho nên Đức Phật nói đó, quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng, chỉ có hiện pháp hiện tại. À, chỉ có hiện tại thôi, mà con dùng cái pháp này dùng pháp kia trên cái hiện tại con mình sai, mà chỉ dùng tứ niệm xứ mà thôi, như vậy mới đúng. À bây giờ đó, con nhiếp tâm an trú tâm là con ở trên tứ niệm xứ để tỉnh thức á, bởi vì khi mà nhiếp tâm và an trú tâm là khi thân con có bệnh, thân con có đau nhất tới chỗ nào đó có bệnh, con hiểu không? Bây giờ nhiếp tâm và an trú tâm trong hơi thở hoặc là trong cánh tay đưa ra đưa vô con, để mà đẩy lui cái bệnh đó, gọi là nhiếp tâm an trú. Bây giờ nó đau rồi mình không nhiếp tâm an trú, nó đau quá chịu sao nổi, buộc con phải nhiếp tâm cho chặt, an trú cho thiệt chặt mới dùng cái pháp tác ý đuổi nó đi, con hiểu? Đó thì nhiếp tâm an trú thì khi nào thân có bệnh, còn không bệnh thì không nhiếp tâm, chỉ sống ngồi chơi xem coi tứ niệm xứ có đứa nào vô chọc ghẹo nó không, nếu chọc ghẹo thì cứ xích cây mà đuổi nó chạy ra, chứ con không có để nó trong này. À, có như vậy thì con mới bình an, con hiểu không? À bốn cái pháp đi kinh hành phải không Tầm, đúng không? Cái pháp thứ nhất á là con đi kinh hành như một cái người vô sự, đi tới đi lui, mình đi mình cảm nhận mình đi với người vô sự chơi vậy thôi. À mình đi để cho nó ngủ định được thôi,
À bắt đầu bây giờ nó chưa có buồn ngủ. Chứ còn là ngủ mà đi kiểu đó là nó lủi bên đây, nó lủi bên kia không được đâu. Bây giờ nó chưa có buồn ngủ. Thì mình biết là sắp sửa, nếu mà bây giờ không đi là nó sẽ buồn ngủ. Cho nên con đi kinh hành. À con đi kinh hành tức là con sẽ phá trước khi nó có ngủ. Đó là đi tới đi lui thôi. Đi mình cảm nhận lúc đi mình thôi, chứ không phải quá tập trung ức chế nó đâu. Đi nhiều vô sự. Cái thứ hai á, đi 20 bước rồi đứng lại. À, hít thở 5 hơi thở. Rồi hít thở 5 hơi thở xong rồi tắt ý, đi kinh hành 20 bước nữa rồi đứng lại. À, rồi khi mà đi đứng như vậy đó mà mình thấy nó không có hôn trầm thì miên á thì mình đi như vậy thôi rồi mình nghỉ. Còn nếu mà có hôn trầm thì miên nó muốn vô thì mình thấy cái này không được, cho nên vì vậy nó bắt đầu đó mình đi 20 bước rồi ngồi xuống hít thở 5 hơi thở rồi đứng dậy đi 20 bước rồi ngồi xuống hít thở 5 hơi thở. Đó là giai đoạn thứ ba của pháp đi kinh hành. Giai đoạn thứ tư á, mà nếu mà mình muốn ngăn ngừa cái sự tỉnh thức đêm nay là không ngủ nè, đầu hôm á mới vào 7 giờ tối đó, mình chuẩn bị cho nó đừng ngủ đêm nay thức luôn đó, thì mấy con sẽ tập pháp lên hành niệm trước. Bắt đầu bây giờ đó các con đi từng hành động, ví dụ như hai tay hai chân gì hành động nào thì mấy con tắt ý hành động ấy như cái pháp lên hành niệm mà thầy đã dạy, thì mấy con tập là một tiếng hai tiếng đồng hồ cho nó thật tỉnh rồi đã bắt đầu. Bây giờ mấy con mới vô tu tứ niệm xứ thì cái hôn trầm thì nhiên đó nó không có đấy mấy con, suốt đêm mấy con không có buồn ngủ nữa. Con nhớ bây giờ mấy con tập rồi với tới chừng đó mấy con muốn cho nó đừng có hiện tượng nó xảy ra buồn ngủ, thì trước khi muốn vào muốn vào mà tu tập cái tứ niệm xứ thì mấy con hãy đi thân hành niệm trước, tắt ý từng hành động, đưa tay ra sao, đưa tay mặt ra sau lưng, đưa tay trái ra sau lưng, rồi chân phải bước dở gót lên, dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống. Từng hành động tác ý liên tục cho đúng 2 tiếng hoặc 1 tiếng hồ mà thấy nó tỉnh thật tỉnh rồi thì mấy con lại ôm pháp đi. Để nghỉ rồi. Bây giờ mấy con còn hỏi thêm gì nữa không con? Để mình biết con hỏi. Thưa thầy, các con ngủ không? Con tu con dừng bước hết lên người thầy làm sao thầy kiểm soát con ngủ này? Thầy lỡ thầy nắm dách thầy lật ra thầy đi kiểm tra chứ bộ. Bây giờ con ấy rồi thầy mở cửa ra thì coi ở trong này ngủ hay làm gì đấy mà tính như vậy. Thầy nói thầy đi kiểm tra là thầy coi như là thầy không có dồn mà lỗ dách gì đâu, thầy lỡ thầy mở cửa coi ở trong tu cái gì đây, thầy đã kiểm tra mà ban kiểm tra người ta đến mà còn đóng cửa vậy là làm sao công an làm việc được. Đó là con dừng như vậy là con ngủ ở trong đó để cho người ta không biết. Cái tội dừng kính đó là cái tội ngủ dữ á. Thấy chừng mà thầy kiểm tra rồi mấy con thấy thầy lợi cửa là thầy mở bét ra thầy dòm coi ngủ hay thức ở trong đó, rồi thầy mới lấy gậy mà thầy đem thầy đi rồi tới có cái cúc tầm dông theo. Thế mà nằm mà ngái phô phô là thầy nít mấy cây để nằm đó mà ngủ. Con hiểu không? Mà lần thứ nhất là vậy đó, chứ mà lần thứ hai á, thầy bắt quỳ hương vô đây mà quỳ hương cho chúng cười á. Lần thứ ba thầy giờ đi ra trước cái ca ở đường mùa ngủ. Thầy sẽ tới giờ nào thầy đi kiểm tra mấy con hết, khi mà vô cái lớp chính tư duy thầy chịu khó lắm. Cho nên vì vậy đi đâu thầy cũng rất xách theo cây gậy. Tuy rằng thầy không có chống gậy đâu, xách theo để đánh học trò mình không gì. Bất kỳ già trẻ bé lớn người nào thầy cũng cốt á. Thầy không có tha. Mà khi thầy đánh rồi đó, thầy cảnh cáo còn lần nữa là phải lên tổ đường quỳ gối đây đó. Ít nhất á, là phải 1 giờ đồng hồ. Mấy con già mấy con chịu quỳ nổi không đó là chứ mấy chú trẻ này là dư sức. Mà nếu mà không á, thầy nói với cô Út để mấy cái gai chưa mít cho thầy. Thầy bắt quỳ trên đó đó. Chứ không có để mà quỳ thơ nữa đâu, để mà phá cái tội lười biếng. Con nghĩ vậy. Cho nên vì vậy mà con đừng nghĩ rằng con sẽ cố gắng con khóa cửa đâu nữa. Thứ nhất clip này không có gì thầy đâu. Thầy biết khóa cửa là ngủ dữ đó, thầy còn xé dắt ra còn dễ nữa. Không gì. Cho nên đừng có nghĩ mấy con cứ để cửa tự nhiên đi, khép thì khép chứ để cửa tự nhiên. Thầy sẽ đến thầy thăm rồi, phải trái rồi thầy sẽ xử mấy con mới được. Thì như vậy để sách tấn của mấy con tu tập vô được chứ không có gì. Rồi con hỏi rồi. Còn 4 bài nữa chứ con phải làm luôn. Con làm luôn chứ nếu mà con làm thiếu con cứ chế tâm á.
Rồi con hỏi đi. À, không có khi thời là trước khi con đi ra đuổi nhái, tôi xin khai giới mà ăn đi, để không là tôi đứng dậy ngồi lên xuống là tôi hai lần rồi sao tôi phạm giới sao? Bởi vì trong giới luật đó mình khi mình ăn thì mình ngồi một lần thôi chứ mình đứng dậy là không ăn nữa. Mà giờ đi vì con nhái, mình thương con nhái đó, mình ra mình cứu con nhái. Cho nên trước khi mình đi cứu nhái tôi xin khai giới, để lát tôi còn ngồi lại ăn chứ không buổi chiều này tôi đói chứ. Không, cái hoặc giải mà mình khai giá trị phạm mà. Bởi vì cái này là cái lòng thương yêu của mình không thể nở tâm mà hồi đó để con nhái nhái chết phải không? Cho nên tôi khai liền, xin khai giới để tôi ra cứu nhái. Thì con nói khai giới là đủ rồi. Sau khi đó con trở lại con ngồi ăn được đó, chứ con ngồi ăn hai lần thì không được đó. Đứng dậy rồi thôi. Các con biết là khi mà cố qua nói là có khách mà khi mà thầy vô thì ra thì tiếp khách á. Mà thầy thấy bây giờ tiếp khách thì vô trở lại, mặc dù mình mới ăn có mắt cô thôi, nhưng mà mình được ăn bát rồi cũng chưa chết đâu, cho nên vì thầy không khai giới. Chứ nếu mà khai giới lát ăn cũng không ngon đâu mấy con. Đi ra nói chuyện khách mà vô ăn nữa thì thôi nó lạc lẽo thôi, nhất định ăn lần rồi. Còn mấy con gì luôn nhái mà chạy ra đuổi nó, ta chạy vô ăn thì được, khai giới ăn không sao hết, không có tội lỗi gì. Nhớ chưa? Đã học giới thì phải biết khai giá trị phạm chứ, lúc nào khai. Rồi bây giờ con hỏi thầy gì thêm nữa, phải hỏi những cái điều kiện đó. Sau này thì trong bộ giới thầy sẽ dạy kỹ. Con ơi, nếu như mà khi mà mình ngồi mình tu cũng nhận thấy mình ngồi như trong cái tư thế như tinh giản á, mà nếu như mà nó cứ cái hình đạt nó tinh ra trong người nó chuyển động thì mà tác ý nó ngoài nó cũng không đi, cái hiện tượng trong nội thân nó cũng đẩy lên tất cả những thứ làm cho con người nó không mãn, thì những cái đấy nó cũng là cái dạng, là cái dạng nó không đúng hình ảnh tượng, nhưng mà tác ý nó đuổi nó cũng không đi thì cái đấy có nên để không? À, nó không đi thì con đứng dậy con đi. Ai biểu con ngồi đó chi? À, mình đi, mình ra, mình tập thể thao hoặc là tập cái gì đó, mình đi, mình chơi, mình xả cái đó đi. Đừng có để, đừng có ngồi đó mà nuôi dưỡng nó. Như bây giờ con nuôi, con ngồi tu tứ niệm, con tu cái pháp gì đó, mà giờ nó có sang hỷ lạc phải không? Thì cái trạng thái hỷ lạc đó mà con muốn bỏ, con thấy con không chấp nhận nó. Mà giờ con cứ tác ý nó không đi, thì con biết nó không dùng cái pháp tác ý được rồi. Tức là con sẽ xả cái thiền đó ra, con không có tu cái đó nữa, thì con đứng dậy con đi thì nó sẽ hết à. Mà phải chạy đi, nếu mà đi nhất tâm xuống cái... À, giữ con nhất tâm đã xả nó mà, ta bảo đứng dậy đi xả nó. Con ngồi đó con xả nó khó, con ta ý là con muốn xả nó rồi. Tức là con, thay vì con im lặng, con nhất tâm con im lặng đó, thì cái trạng thái hỷ lạc nó duy trì, có phải không? Còn bây giờ con tác ý là con không muốn nó duy trì cái đó, nhưng mà vì cái trạng thái con còn đang ngồi đó, con biết không, ngồi tức là nó luôn tâm con, cho nên nó mới sanh cái hỷ lạc đó. Con mới tác ý các cái cảm thọ là hỷ lạc này đi, nhưng mà nó vẫn không đi. Con tác ý rồi nhưng vẫn thấy nó còn cái trạng thái đó. Vậy nên bây giờ mày không đi thì tháo đứng, thì con đứng dậy con đi thì nó sẽ đi rồi, con xả luôn đó. Lần trước con thì xả nó ra, nhưng mà con để đứng dậy con đi mà con biết tâm nó ngoại quay vòng rồi. À, tại mau đã con xả mà con lại đi, con lại còn nhiếp vô động nữa thì nó phải trở lại chứ sao? Thấy không? Con nhớ là khi mình xả mình không chấp nhận nó rồi thì đừng có tiếc. Mà con tiếc là con chấp nhận nó vậy, bởi vì con biết cái thiền mà con nhiếp tâm đó là nó hiện ra cái tướng hỷ lạc thành của xuất tưởng hỷ lạc là nó sai rồi. Cho nên mình xả nó đi để cho mình chuyển qua một cái phương pháp để xả tâm ly dục nhau pháp hơn là cái chỗ ức chế tâm. Do ức chế tâm mà nó sinh ra cái này chứ không có gì. Còn cái sung mãn tứ niệm xứ mấy con chưa đâu, mấy con cũng nó cũng có hỷ lạc của sung mãn tứ niệm xứ, nhưng mà nó do ly dục sanh hỷ lạc nó khác mấy con. Bởi vì mình biết rõ ràng là mình dục mình còn nè, mà tại sao có hỷ lạc thì mình biết nó là ma, nó là tưởng, con hiểu chưa? Chừng nào mà mình biết rằng mình đã ly dục ly ác pháp rồi thì ngủ nó cũng không có ngủ nè, nó tỉnh bơ nè. Mà lúc nào mình biết cái tâm tham ăn tham uống tham này kia nó không còn có nữa. À, thậm chí như cả cái sân của mình thấy như mình như nước là, thì lúc bây giờ mình biết mình đi dục để ác pháp rồi, thì bắt đầu cái hỷ của nó khác. Đây là cái này là nó sẽ đến với mình, nó sẽ đến với cái sự sung mãn của tứ niệm xứ, nó đủ tướng thành tốt mà ở trong đó. Thầy con hỏi cái câu vừa rồi của thầy, hỏi là bây giờ con bé mà bị con đắng trắng cái dễ này, con bé nó đợi về con đắng kia, nó đợi mạng, 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 nó đợi mạng
của kinh đời trước đến bây giờ con rắn phải ăn. Mình cứu con né đó thì con rắn kia mình lại không ăn, nó chết đói thì... Nó làm sao nó chết được không? Nó sẽ ăn đất sét nó sống chứ. À, theo nhân quả thì con muốn theo nhân quả thì con nói đúng là nó có nhân quả với nhau, con rắn nó mới bắt con nhái. Nhưng mà cái lỗ tai con nghe thì con cũng có nhân quả với con nhái đó chứ. À, lầm từ con ở đâu? À, con đã biết là con nhái nó bị con rắn cắn. Tại sao con không ở chỗ khác xa con đừng nghe, mà tại sao con ở chỗ con nghe? Thì con cũng có duyên với con rắn con nhái đó chứ. Ít ra con cũng phải ngăn con rắn đừng có làm ác. Có phải không? Con là con người có trí tuệ hơn, con phải ngăn con rắn đừng có làm ác. Mà con nhái mày đừng có giết, mà tao cứu được con nhái nữa. Thì hai cái lợi ích của con mà con không làm à? Con nói đi về nhân quả thôi, đủ bị giết nhau làm gì nè. Con là con người vô tư đến mức độ đó thì con nghĩa là không phân biệt rồi. À, nó, bây giờ con đặt thành vấn đề không ăn gì thì con kêu nó ăn cơm với mình. À, bây giờ thật sự ra thì các con nghe thầy có nhắc rồi mà, khi mà thầy đuổi con nhái phải không? Ờ, con rắn để cho đừng ăn con nhái. Mà khi con rắn nó chạy đi rồi, thầy cũng đâu biết nó chạy đi đâu. Nhưng mà thầy nghĩ rằng nó không bắt được con nhái, nó sẽ đói. Cho nên trong cái bữa ăn, thầy lấy một ít cơm và đồ ăn, thầy bỏ ngay ở chỗ mà thầy đuổi con rắn. Thầy kêu con rắn, con hãy đến đây ăn đi. Hồi nãy con bắt con nhái thì con sẽ làm một cái tội sát sanh rất tội. Con hãy ăn cơm vậy thì không có tội đâu. Thầy bố thí cho con. Đó, thầy để đó, nó ăn không ăn, nhưng mà cái lòng của thầy đã nói đến cái lòng thương của thầy đối với nó, cho nên thầy không có tội đâu. Thầy thực hiện tâm từ, tâm bi thầy hẳn hoài mà. Tâm bi thì đối với, con thấy tâm bi thì đối với cái con nhái. Mà tâm từ thầy đem thầy bỏ rồi đối với con rắn, con hiểu không? Nó không còn đói nữa. Thầy không hỏi về mình thêm cái kinh nghiệm, sau này khi gặp những bộ mới đọc cái trường hợp thì đó thầy sẽ nói cho con biết. Con rắn nó có cái răng hàm đấy, là cái loài của nó là loài ăn động vật, nó không có ăn chay như mình, mà đồ thầy tu thì toàn đồ chay. À, bây giờ nó ăn như vậy không được á, thì mình tập dần nó ăn được chứ con. Thậm chí như thầy đâu phải là con người ăn cỏ, thế mà thầy ăn rau không thì sống được sao, có phải không? Có bao giờ mà ai mà thầy con người mà là con bò đâu, thế mà thầy ăn thì sống được, thì con rắn tập nó ăn theo mình ăn cũng được, không có gì đâu. Cái thực phẩm đó là mình ăn sống, là con vật ăn sống, tại vì nó sinh ra nó ăn cái loài động vật. Nhưng mà hàm răng nó như vậy đó, thầy nói bởi vì cái con vật mà ăn cái con vật mà nó ăn cái loài thịt á, thì cái răng nanh nó dài ra, có phải không? Con người mình nó ăn thịt được, cho nên mà ăn thảo, ăn thực phẩm thực vật được, cho nên cái răng nanh của mình nó cụt. Mình cũng có răng nanh với bộ không, người ta gọi là viên đó chứ thật răng nanh nó chứ đâu có gì, mình nó không có dài ra. Nếu chớ mình nói dài ra thì hoàn toàn nó ăn thịt không. Nhưng mà sự thật cho con thấy mình ăn thực vật được mà, thì con vật nào cũng ăn thực vật được hết chứ không phải răng đâu. Nhưng mà tạp nó ăn vẫn sống rồi. Là vậy, con rắn nó quán mình sao thầy? Nó thương mình chứ sao lại quán không? À, con chó mà nó thương ăn thì ngồi mình thò tay mình cắn chết. À, cũng như thầy, nó được bắt chuột mà thầy kê chân thầy cản nó không cho nó bắt chuột, nó cắn chân thầy sao? Ờ thì đó, thì nó là lại chút sanh mà. Nó mất cái món ăn, nó mất miếng ăn là miếng tồi tàn, mất đi một miếng lụn. Cho nên vì vậy mình biết vậy. Nhưng mà sự thật ra thì mình làm được, mình tập nó được chứ đâu không được không? Thầy nói, thật sự là mấy chó của Úc có thương có cho ăn này kia chứ. Thầy nói, cho ăn chay hết, rửa sao làm phải hết mới sướng luôn. Tập nó dần nó ăn được hết rồi. Cái con gì đi mình tập nó ăn cũng được hết rồi. Hết giờ rồi con, bây giờ đi. À thôi hết rồi, thôi nghỉ mấy con.